Hello ông già, hello bà già nhá. Hello, em chanh nào ạ? Không phải chanh à? Em chanh cắt ớt vào thôi là được rồi. Ảnh đẹp á, đang lên comment ảnh đẹp. Em bỏ follow IG anh ơi là cái gì? Hôm nay Việt Nam mình đã được giải nhất chưa? Hôm nay Việt Nam mình nhất chưa mọi người? Anh ấy không có tranh. À mọi người, PK đua top á? Không có tranh đấy gì á. Ăn chưa bà ơi, bà khổ quá bây giờ mới ăn. Là như nào? Mời cả nhà ăn cơm. Em còn chưa về ăn muộn thế, bây giờ mới về, bây giờ mới ăn chứ. Bây giờ em mới về nhà mọi người ạ. Bây giờ em mới về nhà, em bây giờ mới được ăn. Cái gì vậy? Sung muối ngon lắm mọi người. Canh gì đây? Đây là nước canh rau dền. Đây sung muối ấy. Rất là ngon. Cái hen order. Hen order sang bảo anh Đạt ấy. Sang hen order anh Đạt. Ok ok mọi người. Này sao để view cao thế? Lúc đi cây thì view thấp. Ngồi ăn thì view cao thôi. Ngồi ăn view cao mà lúc đi bị cây thì view thấp. Không hiểu kiểu gì. Mấy ăn cơm thì bây giờ mới về đến nhà. Cơm đã khổ quá mấy cái bảo này. Bây giờ về đến nhà. Cảm ơn. Chào rồi lúc nào cũng ngay 3 giờ. Đây là bát cơm của dưới đáy xã hội. Đây là bát cơm dưới đáy xã hội. Em rất là nghèo. Nên em chỉ có tiền ăn canh rau dền thôi. Ăn ăn sung muối thôi. Đó. Ừ. Cơm ăn nhá. Ăn cơm thì ăn cái mà muối nè. Không, không mà ăn thì ăn hết à. Ủa em ăn cơm hả? Ăn nó ngon thế nhờ. Em bấm phải chân cái chân. Ủa, ăn cơm mình nước canh thôi. Cái gì? Ui ngon cái nào mấy năm nhé. Ai cho đi chơi có đi bộ à? Có đi bộ ở đâu? Ủa nãy em thấy mọi người nói đi chơi có đi bộ ấy. Ai? Em bấm vào ba chấm. Ai? Chị gì đó ấy, em mới nói chị gì mà ở chung với lại anh Lan đó. Chị nào? À là anh ăn cơm à, cho em ăn miếng đi. Hết rồi. Ăn cơm. Cơm đâu mình cho mày ăn. Anh chị, làm sao chị ăn chút mà chưa? Anh Đạt anh bảo là cơm, anh Đạt anh bảo là cơm đâu mà cho mày ăn. Anh là sao lại nói vậy ạ? Ừ. Nấu đi không nấu. Đúng. Rồi ăn. Đem gặp anh Đạt, đem gặp anh Đạt đi. Lâu rồi chứ em chưa gặp anh Đạt. Gặp làm gì, tao đang ăn cơm gặp làm gì. Rồi, anh Đạt đang ăn cơm. Mày định xin à? Mày định xin cơm à? Không có đâu hết rồi. Dạ, em muốn ăn cơm của nhà anh Đạt ạ. Hết rồi cơm mà ăn. Thật. Chúc mọi người có một tháng mới vui vẻ nha mọi người. Gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Thế em bảo xin nhắn
chị mở, em chị em mở cho. Ủa chị nhắn tin cho em chưa? Trời, em chưa thấy chị nhắn chị ở dạo này. Chị nhắn làm cho chị nhắn trời chị ạ. Chị là con vịt. Ấy chà, ăn ngon thế nhờ, em đang mất cột anh. Em đang mất đạp. À là, gì chị? Ăn ngon thế cho em ăn với chứ anh đang thấy anh quên. Anh thấy đi bây giờ. Em với cả anh đi live xong về còn đi quay nữa, bây giờ mình quay xong thì bây giờ về mình ăn chứ. Mình đang ăn cơm mà này mời PK, sợ thật. Đang ăn cơm để em mời PK này, tí nữa nhá. Tí nữa cho PK xong. Anh nhường em cuối một. Ừ, ăn 5 bát. Ôi, 2 bát là nhiều rồi. Ừ, nha. Cảm ơn chị Mama. Cảm ơn chị Ngân. Về đâu rồi bé? Đây bảo về đâu? Đang ăn bà nào đặng bụng ấy. Tí nghe. Bà nào lại mời sao lại nắm mời bị cây này. Cảm ơn Thủy Đơ nhá. Mặn nó hả? Bà Vũ bớt bắt nạt em đi. Con quỷ kia nộp phạt đi. Không phải tặng mũ nữa. 5 triệu. Nộp phạt đi. Em ăn hộ em một bát em đi mà anh không ăn hộ được. Ăn bây giờ thì có cả ăn hộ. Đúng rồi, ăn cơm bây giờ ai cũng ăn em một bát, ai bảo là ăn em hai bát không, anh người bốn bát thôi thì chết à, anh ăn hai bát thôi, anh đổ bụng mà chết không được. Để người ăn thôi như cao hay là do tóc mình đẹp như cao tính điểm qua gì ăn từ giờ đến sáng view nó cao hơn đúng không? Khả năng phải ngồi ăn từ giờ đến sáng view nó cao. À, cái mùa này tiếp tục rồi à? Mùa này tiếp tục đúng không mọi người? À. À. Vì mày hỏi anh Vũ xem anh Vũ đang ở đâu á? PK mới biết được đúng không? Bây giờ bọn em đi live về. À, hiểu rồi. Thế đợi một tí đi ăn cơm đã. Sự kiện ok. Từ từ để em ăn cơm đã nhé mọi người. Đợi một tí. Anh Vũ mang ba lô qua ở. Ờ đúng rồi. Con Hiền và con Huyền là tranh nhau anh Vũ rồi đấy. Cái gì? Không. Tranh nhau rồi à? Tranh nhau à? Vũ vai to lắm đấy. Đấy, anh Đạt anh bảo là anh Vũ vai to lắm đấy. Ô, khi nào mới tặng mình cái gì nhỉ? Ôi, thôi, Nhiên này không cảm ơn. Cái gì tặng mũ nhưng mà nó không có mũ. Nên chị anh hỏi anh Vũ ở chị đâu đấy em không biết. Cái chị ở chị hỏi anh Vũ nhiều người gì của em biết được đâu. Hôm nay mình nhận được 2 món quà. Đúng rồi. Có quà nữa. Tối nay em có cái khăn này không? Thiệp ở đây rồi. Cái khăn này mình sẽ mang cái này đi. Mình chưa biết là cái gì. Đấy. Bây giờ nên để khui quà. Ừ. Ê ơi, sao mày cái bộ quần áo này để em gì? Đi tôi tắm đi xong rồi lên anh gặp riêng cái hai cái này ra. Đâu cái này mà, cái giường đây mà. Hả? Bộ giường đây mà. Ừ.
thì bảo để tắm cái chỗ quần áo hôm qua không chưa ra trên kia rồi. Cái này này thì bảo thì anh với bạn là chú tắm đi xong để anh mang cái bộ trắng này lên anh giặt cùng, hiểu chưa? Không, sáng mai tắm bây giờ tắm cam lạnh chết sợ lắm. À quên, thế lúc lên mà không xách thai thì bùi kia lên để xuống chết này. Thôi em ấy rồi thì có mua cái này thôi, mua cái này có thiệp thôi. Hai cái ở trong đấy nhá. Cái gì? Cái gì hết tất? Cái nhà tao bán tất mày mà hết tất. Hả? Thế còn mua cái này đấy à? Đúng. Thế còn mua thịt chỗ này? Còn mày kia dài cổ với tất đen. Hết tất trắng kìa? Ừ. Ui giời, chết mẹ rồi. Nhà bán tất mà còn hết tất đi thế này. Hỏng 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 rồi. Còn hết tất thế này thì không, không còn gì để nói, không còn gì để nói, kết thúc là cách tốt thôi. Hai người dưng nặng lâu, suy nghĩ chi em ơi. Và giao cứ níu kéo, khi cuộc tình kia đã héo khô. Em đã về, trả cho em sự tự do. Mời người đợi em một tí nhé. Trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em xếp, anh xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Ừ. Người xứng không cần quan tâm, yêu thương gì đâu. Hỏi thăm. Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, cớ sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói với anh không như ý. Em xem anh là nơi anh thích thì đến, không thì đi. Alo, alo, where are you? Tối rồi, mọi người nghe được chưa? Alo, where are you? Tối rồi. I'm from Zom Zom. Hello mọi người, để em đợi em đọc thiệp đã. Đây là của các bạn ở Indonesia. Thank you Indonesia. Đây. Của Juni Indonesia. KM Villa Paso cái gì đấy. Trước tiên đọc thiệp ạ. Cái đấy thiệp trong. Cái gì? Cái này là cái gì? Không có gì ạ? Xin chào anh Đạt. Cảm ơn anh đã là thần tượng tuyệt vời nhất, luôn tiếp đãi các fan của anh. Hy vọng anh sẽ luôn thành công, luôn mạnh mẽ, mạnh khỏe và luôn vui vẻ, đừng bao giờ mệt mỏi để tiếp tục giải trí cho chúng em nhé. Chúng tôi sẽ luôn ở bên và ủng hộ các bạn. Đây là món quà nhỏ của chúng tôi dành cho anh Đạt và vợ anh Đạt. Chào thân yêu chúng tôi, Yuli Indonesia KM Ulina. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hai chiếc cốc nha mọi người, hai chiếc cốc, của một cái của Đạt còn một cái của Vi. Tiếp tục
chiếc gốc của bóng. Đây là chiếc gốc của bóng. Cái gì vậy? Đây thế nào? Này anh cầm đến tôi. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì? Quần này. Cái này là cái gì nhỉ? Ui trời trời, đùa mày, cái bà Indo này rất là mệt này, cất đi. Mệt thật. Ui, này. Này còn cháy tim nên mệt. Ui giời. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bà này còn cháy tim, cháy tủng ở đây nữa, mệt thế đi nhỉ, đùa. Đùa mấy cái bà rất là mất thời gian. Mình tưởng cái gì? Rất mất thời gian. Nhưng mà PK làm gì có ai để mà PK hả mọi người? Không có ai để mà PK ấy. Tôi lại đi hành đường phong vậy. Sao không mời được đường phong nhỉ? Quỳnh à? Không mời được cái Hương. Bắt đầu tức rồi đấy. Nào mày vào đây. Đồng Quỳnh đâu rồi? Sao mời Đồng Quỳnh không được? Anh bảo Quỳnh mời em đi xem nào. Quỳnh lại đang nai với ai? Sao thế nhỉ? Quỳnh tha ra thế nào? Quỳnh đâu? À, tha ra đi. Bà nó mời đi. Bà TikTok à, quên, bảo Quỳnh nó mời mình đi. Mời được không? Mời được à? Mời rồi nhưng không chấp nhận. Ơ thế là cái kiểu gì nhỉ? Đèn linh phụ của mình đúng không? Từ từ đã để xem nào. Đúng rồi, linh phụ đi rồi. Bây giờ hai thằng Đạt PK với nhau. Hai thằng Đạt Pina PK với nhau. Nào. Lần này mà không được nữa thì thôi. Đây không mời được à? Sao mình không mời được? Không cần mang giày cao gót, không cần tận sát đồ kỳ, mà khiến anh
Đây có mời được đâu. À đây. Hello Đạt nhá. Thôi thằng Vina này này, không thể mời thi đấu vì số lượng thì đi á. Không đã rồi. Không đi đây được. À đây rồi. Nào mày chơi đi. Thằng Vina mày chơi đi. Nào. Nào bây giờ chơi được rồi. Nào. Mày vào đây. Bây giờ mày chơi kèo gì? Mày chơi kèo gì? Tao kèo gì cũng cân. Thế bây giờ mày chơi được kèo gì? Tao kèo gì tao cũng chơi đấy. Được chưa? Nào bây giờ mày chơi kèo gì mày nói luôn. Tao kèo gì tao cũng chơi, mày ra kèo đi. Bây giờ thằng nào thua nhá. Bây giờ thằng nào thua phải đi đánh răng cho thằng kia. Ok. Ngủ dậy nhá. Này tí nữa đi ngủ. Tí nữa đi ngủ. Ờ. Thế là thằng nào thua là phải đánh răng cho thằng thắng. Tí nữa đi ngủ phải đánh răng cho thằng thắng nhá. Được không? Ừ được. Đấy. Nhưng mà cái này là mình đang ở top mấy thôi. Mình top 99 cộng à. Nhưng mà cộng điểm kiểu gì? Được xếp hạng theo điểm PK cao nhất suốt một trận PK. Là như nào? Là như nào mọi người? Ờ hay tao mày chơi một kèo gắt đi. Mày thích chơi kèo gì? Bây giờ thằng nào thua phải nhường vợ cho thằng thắng. Chơi. Đấy thấy chưa? Chơi ngay. Không nhưng mà bây giờ ấy kiểu gì? Tính điểm kiểu gì hả mọi người? Tính điểm kiểu gì? Bây giờ em phải làm gì? VT kỳ lân à. Không hiểu.
không hiểu mọi người ạ. Thế là có nghĩa bây giờ, có nghĩa bây giờ là em cứ ngồi PK thôi đúng không? Đúng không? Thắng một trận được nhận 500k điểm. Xác định thắng một trận được nhận 500k điểm là như nào? Là gì? Đấu lại đi. Chơi tao chơi tao sợ gì mày. Nói chung là anh ngồi hát đi à? Thì em ngồi hát nhá. Bây giờ em cứ ngồi hát nhá. Cảm ơn mọi người. Top 1 rồi á, nó như nào? Là cái gì? Sao mình đã top 1 rồi thì sao? Đây này, anh là người xem. Đây này. Sao mình đã được top 1 là kiểu gì hả mọi người? Hả? Ờ. Đội thứ 2 là mới được 35k4. Thế mình được 35k4. Nhưng mà em mới PK một trận mà sao đã top 1 rồi? Hả? Phải thắng một trận được 500k điểm không mọi người? Đây được có 39k, 500k điểm ở đâu ra? Thế bữa nãy mọi người bảo thế làm gì? Mọi người nói phét. Ấy nó là cái kiểu gì hả mọi người? Ơ tổng mình mới top 29 đúng không? Thank you Lão. Em nộp phạt rồi mà. Tí ta ra kiểm tra. Ô x3 điểm này. Ôi trời, chơi với thằng Villa này có x3 điểm luôn này. Thế kiểu gì nhỉ? Anh vào anh xem cái thằng Villa này nó có nói gì không? Hả? Em nó có nói gì không? Kìa nhân 3 kìa. Ngồi im đấy à? Có nói gì không? Nó có nói gì không? Có nói à? Nó bảo gì? Nó bảo là chơi kèo này thằng nào thua nhường vợ thằng kia. Ui dồi, mọi người follow bên này nhiều thế. Cảm ơn mọi người. Này, anh bảo thằng Quỳnh đi bảo đợi em chơi nốt kèo này. Bây giờ PK được rồi, sang PK thằng Quỳnh mọi người ạ. Nó mới khoái. Thank you me. Em nộp phạt rồi à? Tí nữa kiểm tra đã.